Ăn táng 1451 thai nhi tháng 4 năm 2021. Mỗi tháng, tôi thường cử hành nghi thức tiễn biệt các thai nhi xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo sư An Bài, giáo xứ tôi đang phụ trách. Mỗi lần làm như thế, tôi không khỏi băn khoăn, thao thức, xót xa về một nền văn minh chết chóc, về một xã hội hiện đại đang lan truyền lối sống trụy lạc và phóng túng, một xã hội mà rất nhiều người quan niệm rằng thai nhi chưa sinh ra thì chưa phải là người. Thật xót xa, mỗi tháng hoặc hơn, tôi lại tiễn đưa không phải một vài trăm mà trên 1.000 thai nhi, thậm chí gần đến 2.000 thai nhi tới nơi an nghỉ cuối cùng. Như đầu tháng 4 năm 2021, tôi đã tiễn đưa 1.451 thai nhi về với lòng đất. Có những thai nhi đã lớn đến 6-7 tháng tuổi. Đôi khi có cả em bé đã sinh ra bị bỏ thùng rác cho tới chết. Nghĩ từ những thai nhi lớn tháng tuổi bị cắt thành nhiều mảnh cho đến chết trong lòng mẹ để dễ dàng lôi ra ngoài, những em bé bị bỏ chết tại thùng rác mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi tự hỏi, tại sao trong thế giới con người lại có những người ác tâm như vậy? Cha hay mẹ, hoặc cả cha mẹ đồng lòng giết con của mình, những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Thầy thuốc được học chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để giúp người, cứu người, tại sao lại lỡ tâm giết hại các thai nhi hay trẻ thơ một cách không xót thương như vậy? Với giáo hội Công giáo, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống. Sự sống là ân huệ Chúa ban, con người phải đón nhận và yêu thương với tất cả sự trân trọng. Vì thế, xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Cướp đi sự sống của ai đó là cướp quyền Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa có quyền trao ban sự sống và có quyền cướp đi. Ngài cho sự sống ở đời này để cho mỗi cuộc đời chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Nếu Ngài có lấy đi mạng sống của ai đó đã được ban tặng, không có nghĩa là Ngài làm cho nó vong thân, nhưng Ngài đưa nó trở về với cội nguồn, với cùng đích của nó là được ở bên Chúa mãi mãi. Theo Bộ Giáo luật năm 1983, điều 1398, người nào thi hành việc phá thai có hiệu quả thì bị phạt tuyệt thông tiền kiếp. Như thế, việc phá bỏ thai nhi mà gây ra hậu quả thai nhi bị phá thì không những cha mẹ, những người cộng tác trực tiếp, gián tiếp phá thai phạm tội giết người mà còn bị phạt vạ tuyệt thông tiền kiếp. Những người cổ võ, tuyên truyền, soạn thảo luật phá thai cũng bị tội vô luận và bị phạt vạ tuyệt thông giống như vậy. Vạ tuyệt thông tiền kiếp là loại hình phạt vạ mang tính tự động automatic. Chịu hình phạt này, tôi nhân phải gánh chịu do tính cách nghiêm trọng của tội ác và không cần một tuyên án cụ thể nào của nhà chức trách có thẩm quyền. Vạ tuyệt thông tiền kiếp được áp dụng cho các tội lớn trong giáo hội như Lạc giáo, Bộ giáo, Ly giáo. Bộ Giáo luật năm 1983, điều 1364, người phá thai phải chịu vạ này bởi vì các thai nhi không có khả năng tự vệ nên tội ác phá thai có tính chất nghiêm trọng. Người bị vạ tuyệt thông bị cắt đứt với giáo hội, không được lãnh nhận các bí tích, không được hiệp thông với giáo hội nếu chưa được tha vạ.
Phá thai là một tội ác bởi vì các thai nhi không có khả năng tự vệ, và nếu được nuôi dưỡng trong điều kiện bình thường, các thai nhi sẽ là những con người bình thường. Vậy mà hôm nay, tội ác này mỗi ngày một gia tăng. Sống trong một xã hội, một thế giới mà nền văn minh chết chóc nan tràn, hẳn các tín hữu Chúa Kitô không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nguyện xin Chúa cho mọi người biết tôn trọng sự sống, biết cổ võ một nền văn minh sự sống, không cổ võ lối sống phóng túng, thỏa mãn cái tôi ích kỷ, những đòi hỏi của bản năng tính dục, mà thay vào đó là nỗi cổ võ một lối sống lành mạnh. Tác giả bài viết: Ninh Mục Giuse Nguyễn Văn Toan. Những hình ảnh, những video gửi tới quý anh chị và các bạn thật xót xa về hình ảnh những thai nhi bị giết một cách tàn bạo, một cách không thương xót. Và mỗi người trong chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những thai nhi sớm được hưởng nhan Thánh Chúa, để về với người được người che chở, bảo vệ và nuôi dưỡng những linh hồn đang không được chôn cất một cách tử tế, đang vứt bỏ ở những ngoài bãi rác, những cánh đồng, những bờ mương. Nguyện xin Chúa luôn chúc phúc và che chở cho các thai nhi. Amen.